chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay 28 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ vị trí cao nhất. Vụ lúa hè thu được đánh giá là được mùa, trung giá, mang về lợi nhuận cho nông dân Kiên Giang khoảng 1,3 đến 1,7 triệu đồng mỗi công, cao hơn so với vụ hè thu 2022 khoảng 500.000 đồng mỗi công. Diện tích lúa hè thu còn lại của Kiên Giang sẽ thu hoạch trong cuối tháng 8, đầu tháng 9. Còn tại Cần Thơ, mặc dù chưa bước vào thu hoạch nhưng hầu hết diện tích lúa thu đông của thành phố hiện nay đã được thương lái hoặc doanh nghiệp đặt cọc mua trước. Hiện giá lúa tươi được thương lái và các doanh nghiệp đặt mua từ 7.500 đồng đến 8.000 đồng trên kg, tùy từng loại giống, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 1.700 đến 2.000 đồng trên kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay trong vụ lúa thu đông tại thành phố Cần Thơ. Với giá lúa như trên, nông dân dự kiến mỗi hecta sẽ đạt lợi nhuận trên dưới 25 triệu đồng, mức lợi nhuận cao nhất trong vụ lúa thu đông ở Cần Thơ. Nông dân trong tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch tập trung lúa hè thu và nhanh chóng cải tạo lại đồng ruộng để xuống giống vụ lúa thu đông. Việc nông dân Trà Vinh khẩn trương gieo xạ lúa thu đông là do giá lúa đang tăng cao trên thị trường hiện nay. Với vụ này, ngành nông nghiệp Trà Vinh khuyến cáo nông dân cần tuyệt đối tuân thủ đúng khung lịch thời vụ, tập trung xuống giống sớm nhưng phải đồng loạt theo từng vùng, từng cánh đồng và xuống giống dứt điểm diện tích lúa thu đông vào cuối tháng 9 năm 2023. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ vững vị trí cao nhất thế giới, thì thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu cú sốc mới từ quyết định áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu chính phủ Ấn Độ. Mức thuế sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 16 tháng 10 tới. Quyết định trên được Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo tối ngày 25 tháng 8 nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng trong khi đảm bảo nguồn cung đủ cho thị trường trong nước. Với biện pháp mới này, Ấn Độ hiện đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loại gạo không phải là basmati, vốn chiếm 25% tổng xuất khẩu gạo của nước này. Việc áp đặt thuế suất 20% đối với gạo đồ xuất khẩu có thể sẽ đẩy giá loại gạo này lên cao hơn nữa trên thị trường thế giới. Gạo đồ là loại gạo mà phần thóc được ngâm trong nước nóng rồi mới được gia công chế biến. Một đại lý có trụ sở tại Mumbai cho biết, lệnh cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo ngoại trừ gạo basmati trước đó đã thúc đẩy một số khách hàng tăng mua gạo đồ và nâng giá loại gạo này lên mức cao kỷ lục. Với mức thuế mới nhất, gạo đồ Ấn Độ sẽ trở nên đắt đỏ tương tự gạo từ Thái Lan và Pakistan. Người mua hiện nay hầu như không có lựa chọn nào khác. Đại lý có trụ sở tại Mumbai chỉ ra, giá gạo toàn cầu đã bắt đầu bình ổn hơn trong vài ngày qua sau khi đã tăng hơn 25% do các hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ vào tháng trước. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ tăng trở lại sau động thái này. Hồi tháng 7 năm 2023, chỉ số giá gạo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm. Diễn biến này là vì giá ở các nước xuất khẩu gạo chủ chốt tăng vọt do nhu cầu mạnh mẽ sau khi Ấn Độ áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Giá gạo sẽ vọt lên trong ngắn hạn. Cơn sốt giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhiệt khi được bổ sung hàng loạt thông tin về việc thắt chặt nguồn cung từ Ấn Độ và cả Myanmar. Gạo Việt cũng đang nín thở dò xét các diễn biến mới của thế giới. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Intimex, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA xác nhận, trong giới kinh doanh có lan truyền thông tin Myanmar sẽ hạn chế xuất khẩu gạo trong vài ngày tới. Về mặt tâm lý, thông tin này sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường gạo trong thời gian tới. Những lo ngại này là hoàn toàn có thể xảy ra. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ ngày 20 tháng 7 đã khiến giá gạo toàn cầu tăng vọt thêm 100 đô la Mỹ trên tấn. Gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang ở mức 638 đô la Mỹ trên tấn và Thái Lan là 628 đô la Mỹ trên tấn, mức giá cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Lệnh cấm của Ấn Độ khiến thị trường thế giới thiếu hụt khoảng 7 đến 8 triệu tấn gạo, trong khi khả năng bổ sung từ hai nguồn cung chính là Thái Lan và Việt Nam chỉ có thể tăng thêm tối đa 2 triệu tấn. Chưa kể, thiên tai đang diễn ra khắp nơi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến vụ mùa ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước đều có nhu cầu tăng nhập khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực và đối phó hiện tượng El Nino đe dọa. Điển hình là Indonesia vẫn đang tìm đến nguồn cung thay thế từ Myanmar, nước xuất khẩu gạo lớn thứ 6 thế giới. Hai bên đang thảo luận về một hợp đồng có sản lượng từ 80.000 đến 100.000 tấn, giá trị lớn nhất mà Myanmar có được từ trước đến nay. Vào thời điểm hiện tại, thị trường thế giới đang rất nhạy cảm và sẽ có những phản ứng gần như tức thời với các loại thông tin như vậy. Gần như chắc chắn, giá lúa gạo trên thị trường thế giới sẽ tăng vọt trong những ngày tới. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta cũng nên bình tĩnh nhìn nhận, đây chỉ là hạn chế trong một giai đoạn không phải cấm hoàn toàn và không xác định thời hạn như trường hợp của Ấn Độ. Thời điểm ngày 15 tháng 10 là lúc vụ thu hoạch lúa ở Myanmar cơ bản kết thúc, họ cân đối lại sản lượng, nhu cầu tiêu thụ nội địa và giá cả thị trường sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu, bà Phan Mai Hương nói. Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động tăng giảm nhẹ ở một vài loại. Nhìn chung, giá lúa vẫn neo ở mức cao chưa từng có tại nhiều địa phương, giúp nông dân đạt lợi nhuận khá, tích cực sản xuất, đặc biệt là vụ thu đông. Còn trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giao dịch ngày 25 tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ vững vị trí cao nhất thế giới. Theo đó, giá gạo 5% tấm ở mức 638 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 623 đô la Mỹ trên tấn. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 628 đô la Mỹ trên tấn, Pakistan là 598 đô la Mỹ trên tấn. Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy, tại Cần Thơ, giá lúa tiếp tục duy trì ổn định ở một số giống như IR50404 là 8.200 đồng trên kg, Jasmine là 7.600 đồng trên kg, OM4218 là 9.000 đồng trên kg. Tại Sóc Trăng, giá lúa Đài Thơm 8 còn ở mức 8.500 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg. Các loại khác vẫn ổn định, RVT là 7.400 đồng trên kg, OM5451 là 7.400 đồng trên kg. Trong khi đó, giá lúa ở Hậu Giang lại đi lên như IR50404 lên 8.500 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. OM18 lên 8.800 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg. RVT là 9.000 đồng trên kg, cũng tăng 200 đồng trên kg. Giá lúa tại Tiền Giang có sự tăng giảm tùy loại như IR50404 ở mức 7.600 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg, OC10 giảm 100 đồng trên kg còn mức 7.000 đồng trên kg. Riêng lúa Jasmine ở mức 7.700 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Giá lúa tại Kiên Giang đi ngang ở nhiều loại như IR50404 ở mức 6.600 đồng trên kg, OM5451 mức 6.900 đồng trên kg, Jasmine mức 7.100 đồng trên kg. Giá lúa ST tại Bến Tre ở mức 7.800 đồng trên kg, OM4900 ở Trà Vinh là 7.700 đồng trên kg. Riêng lúa OM6979 ở Đồng Tháp tăng 100 đồng trên kg, lên mức 8.100 đồng trên kg. Còn tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá lúa Đài Thơm 8 từ 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, OM5451 từ 7.750 đến 8.000 đồng trên kg, nàng hoa 9 từ 7.800 đến 8.200 đồng trên kg. Lúa OM18 là từ 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, riêng IR50404 từ 7.750 đến 7.900 đồng trên kg. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.